kem chẳng hạn. Chị Hương thấy được mấy chai? Chị Hương at least phải 3 chai cho em nha. Được 3 chai. 3 chai hai đứa là cổng về luôn. Thôi kệ, nó chết ráng 1 chai đó hết đi nha chị Hương. Đừng tự uống. Canada mà đi nhà hàng Mexico.
cho từ nhỏ nó đâu ăn cơm bóc này nghe. Cái này mới là half size thôi, nó đã phổ biến vậy rồi. Full size là chắc chết. Chị hết được nửa chai rồi đó, chị thấy say không? Hơi lâng lâng rồi. Lâng lâng hả? Lâng lâng rồi. Trời, này khá ha. Uống nửa chai hơi lâng lâng rồi. Không, lâng nhưng rồi. Nhưng mà trong đây có một ly rượu nữa đó. Một shot rượu chứ lại. Thì để nếm mà... thử của em nữa đó nha. Ờ, nãy uống thử của Hà đó hả? Bây giờ lâng lâng thôi, về nhà là xỉn. Mặt đỏ rồi đó. Chắc cũng hơi đòi đòi. Đòi đòi. Trời ơi, để em nói cho bạn em nghe, để em cho ông Quyền đó coi coi. Chị Hương, hôm, chị Hương hôm nay uống rượu uống bia. Trời ơi. Thấy chưa, uống nè, uống không? Bạn nào muốn lại uống rượu đi. Ba chị em chưa, uống đã chưa? Xỉn rồi đó. Ba chị em bị đói con mắt. Nghĩ sao mà, coi nè, uống trao đồ ăn. Ra bây giờ, chết đồ ăn. Bây giờ cái chỗ nào đi bộ? Đi ra cái cầu sao chơi chị? Dạ, đi ra cầu. Dạ. Ok, Dương, chào đại gia đình mình cái. Chào đại gia đình. Chúc đại gia đình mình ngày Chủ nhật vui vẻ và bình an, hạnh phúc nha. Canada rất là lạnh, giống như là gì, mặt đường nhiều quá giống gì, giống là mình ú. Cầu ánh đèn hả? Cầu ánh đèn của Edmonton. Đây là cái gì? Khung cảnh của Edmonton. Bên kia là tòa quốc hội. Đúng rồi. Edmonton về đêm. Cái này là city center của Edmonton. Nhìn đẹp chưa? Cái cầu bên kia đèn cũng đẹp rồi chị ha.